Tuổi Bính Thân nữ mạng sinh năm 1956 là người sống tình cảm, có nhiều hoài bão lớn và một tinh thần gan dạ. Năm 2022, vận mệnh của nữ mạng sinh năm 1956 bị chi phối bởi sao Mộc Đức, hạn Tam Kheo. Vậy thì tử vi sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên và tài lộc của tuổi Bính Thân vào năm Nhâm Dần sẽ có những diễn biến ra sao? Mời tất cả quý bạn đọc cũng như là những người đang theo dõi video này, chúng ta cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Bính Thân năm 2022, nữ mạng sinh năm 1956, tuổi âm lịch 67 tuổi, sao chiếu mệnh Thái Âm, may mắn, bình an, thuận lợi. Mệnh Sơn hạ hỏa, hỏa khắc kim, khắc, địa chi tuổi, tuổi thân với tuổi Dần, khắc, thiên can tuổi, Bính, gặp năm Nhâm, tương khắc. Tuổi Bính Thân nữ mạng là người sống tình cảm, có nhiều hoài bão lớn và một tinh thần gan dạ. Năm 2022, vận mệnh của nữ mạng sinh năm 1956 bị chi phối bởi sao Mộc Đức, hạn Tam Kheo. Vậy tử vi sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên và tài lộc của người tuổi Bính Thân vào năm Nhâm Dần sẽ diễn biến ra sao? Mời quý bạn đọc chúng ta sẽ cùng theo dõi những video chi tiết ngay sau đây. Tổng quan tử vi tuổi Bính Thân năm 2022 nữ mạng. Những người sinh năm 1956 thuộc tuổi Bính Thân thường được gọi là Sơn Thượng Chi Hầu, tức là khỉ trên núi. Người này có ngũ hành nạp âm bản mệnh là Sơn Hạ Hỏa, tức lửa dưới núi. Trong bát trạch phong thủy, nữ mệnh tuổi Bính Thân sinh năm 1956 thuộc cung Đoài là một trong những phi cung của Tây Tứ Mệnh. Vào năm 2022, quý bà tuổi Bính Thân sinh năm 1956 bước sang tuổi 67 tính cả tuổi Mụ. Để suy đoán được vận mệnh tử vi về các khía cạnh tiêu biểu như cuộc sống, công việc, sự nghiệp trong năm 2022 của nữ mạng tuổi Bính Thân sinh năm 1956, ta nên ưu tiên xem xét mối quan hệ giữa ngũ hành nạp âm, thiên can và địa chi của năm đó với năm tuổi đương số là năm Bính Thân. Theo âm lịch, năm 2022 là năm Nhâm Dần, có ngũ hành nạp âm là kim, kim bạch kim, tức vàng pha bạc. Theo luật ngũ hành, mệnh hỏa của Bính Thân tương khắc với mệnh kim của năm Nhâm Dần. Xét về thiên can, Bính thuộc hỏa tương khắc với Nhâm thuộc thủy, xét theo địa chi tuổi thân nằm trong mối quan hệ tứ hành xung với tuổi Dần. Vậy nên mệnh chủ cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải vận hạn của năm. Kim bài thái tuế là pháp khí hàng đầu để hóa giải hạn thái tuế của năm. Mặt trước kim bài có in hình quan hành khiển thái tuế của năm 2022 Nhâm Dần là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân. Mặt sau khắc hình lệnh phù thái tuế, đặt kim bài trong túi sách, trong ví hay là sau ốp điện thoại để hóa giải hạn thái tuế, đón tài lộc và may mắn trong năm 2022 Nhâm Dần. Nhìn chung, bản mệnh quý bà tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong năm Nhâm Dần 2022 bình hòa yên ổn, các tinh chiếu mệnh nên sẽ giải trừ được những xung khắc của ngũ hành thiên can và địa chi. Năm này quý bà không phải lo lắng điều gì, bình an hưởng tuổi già. Luận giải tử vi năm 2022 tuổi Bính Thân trên các phương diện. Tử vi năm 2022 tuổi Bính Thân sinh năm 1956 được luận giải qua những khía cạnh như cuộc sống, tình duyên, đường công danh, sự nghiệp, gia đạo sẽ giúp cho quý bà tuổi Bính Thân sinh năm 1956 bắt được vận mệnh của mình trong năm này. Công việc, sự nghiệp. Trong năm 2022, sự nghiệp của quý bà tuổi Bính Thân sẽ gặp nhiều thuận lợi nhờ vào khả năng lãnh đạo tài ba nên rất được lòng đồng nghiệp, có nhiều quý nhân phù trợ. Tuy nhiên, quý bà nên giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp, không nên để cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng đến công việc chung. Tình duyên, một số vấn đề sẽ xảy ra trong gia đạo. Vì vậy, quý bà tuổi Bính Thân sinh năm 1956 cần phải bình tĩnh nhìn nhận và giải quyết. Đối với các mối quan hệ vợ chồng, con cái cần phải có sự chia sẻ, lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau. Như vậy thì gia đình sẽ hòa hợp, hạnh phúc. Có thể bị người thân họ hàng hiểu lầm, nhưng cuối cùng sự việc cũng sáng tỏ, mâu thuẫn được giải quyết. Trong năm 2022 này, quý bà càng dĩ hòa vi quý bao nhiêu thì gia đạo càng hòa hợp bấy nhiêu. Nếu nóng nảy tranh cãi thì sẽ gặp nhiều thị phi. Tài lộc. Vào năm 2022, quý bà tuổi Bính Thân gặp nhiều may mắn về tài lộc, công danh, sự nghiệp hanh thông. Kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, thu hút nhiều khách hàng, các mối quan hệ ngày càng rộng mở, được nhiều quý nhân giúp đỡ. Đây chính là cơ hội thích hợp để quý bà thực hiện các kế hoạch quan trọng như đầu tư kinh doanh, xây nhà, mua xe. Cần phải hết sức chú ý trong năm này do bị cục diện xung thái tuế. Các thầy phong thủy khuyên gia chủ tuổi Bính Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo.
Đây chính là pháp khí của nhà Phật mang theo bên mình để được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho vận trình năm được hanh thông thuận lợi, gia đạo an yên. Bên cạnh đó, quý bà có thể sử dụng tiền của bản thân để thực hiện các công tác từ thiện, giúp đỡ những người gặp khó khăn. Điều này sẽ giúp cho quý bà thu hút được nhiều tài lộc, được nhiều người kính trọng, tinh thần thoải mái, gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sức khỏe, thể dục thể thao là liều thuốc quý giá giúp cho quý bà tuổi Bính Thân sinh năm 1956 có được sức khỏe tốt. Các bài tập nhẹ nhàng như chạy bộ, tập dưỡng sinh, yoga dành cho người cao tuổi sẽ giúp cho cơ thể dẻo dai, cải thiện trí nhớ, giúp quý bà có thể có được những giấc ngủ ngon. Bên cạnh đó, việc nghỉ ngơi hợp lý và chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp quý bà tránh được các bệnh như cao huyết áp và bệnh tim mạch. Xem sao hạn của tuổi Bính Thân sinh năm 1956 nữ mạng trong năm 2022. Mỗi tuổi sẽ có những sao chiếu mạng khác nhau, sau đây là những sao có ảnh hưởng lớn tới vận mệnh của quý bà tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong năm 2022. Sao chiếu mệnh, sao Thái Âm được xem là cát tinh trong hệ thống cửu diệu của niên hạn. Sao này mang nhiều may mắn về công danh, sự nghiệp và sức khỏe cho cả nam và nữ. Trong năm 2022, quý bà tuổi Bính Thân sinh năm 1956 được sao Thái Âm chiếu mạng. Dù làm việc gì cũng suôn sẻ, có nhiều quý nhân giúp đỡ, cuộc sống hạnh phúc. Bên cạnh đó, sự nghiệp của tuổi Bính Thân dần trở nên ổn định hơn, công danh rộng mở, nhiều cơ hội bội thu tài lộc, đại cát đại lợi. Bên cạnh đó, đây cũng chính là cơ hội để quý bà tuổi Bính Thân sinh năm 1956 thực hiện những kế hoạch quan trọng như sửa chữa, xây dựng, đầu tư kinh doanh. Hạn tuổi, quý bà tuổi Bính Thân sẽ bị chi phối bởi hạn sao Huỳnh Tuyền trong năm 2022. Chủ sự sẽ gặp các vấn đề liên quan đến sức khỏe hay bị đau đầu chóng mặt, không thể tập trung vào công việc. Vì vậy, quý bà nên chú ý sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần và dành nhiều thời gian bên gia đình để vun đắp tình cảm. Hóa giải sao hạn. Khi bị chiếu hạn bởi sao Huỳnh Tuyền, quý bà tuổi Bính Thân sinh năm 1956 không nên quá lo lắng vì có thể hóa giải được những vận hạn này. Về sức khỏe, giữ gìn sức khỏe là điều cần được ưu tiên nhất. Bên cạnh đó, tinh thần lạc quan, vui vẻ sẽ giúp cho cuộc sống của quý bà trở nên hạnh phúc hơn. Về công việc, làm ăn, hạn chế xuất hành đi xa. Ngoài ra, quý bà không nên quá tin tưởng người ngoài để tránh tiền mất tật mang. Phương pháp cúng sao giải hạn lưu truyền trong dân gian để cầu bình an cho gia đình, thu hút tài lộc, hóa giải vận xui. Để giải hạn sao Huỳnh Tuyền, quý bà tuổi Bính Thân sinh năm 1956 có thể tìm hiểu về ngày làm lễ, lễ vật cúng. Bên cạnh đó, hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Đây chính là pháp khí phong thủy được chế tác dựa trên bộ tam hợp quý thần của gia chủ tuổi Thân. Mang theo bên mình để được quý nhân giúp đỡ, vận trình công việc được hanh thông, đồng thời hòa hợp gia đạo, hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Luận tử vi tuổi Bính Thân năm 2022 nữ mạng theo tháng âm lịch. Tử vi trọn đời cho thấy rằng quý bà tuổi Bính Thân sinh năm 1956 có nhiều điểm nổi bật trong sự nghiệp, sức khỏe và niềm vui trong năm mới 2022. Cụ thể diễn biến như sau. Tháng 1, sự khởi đầu mới trong năm quý bà gặp thuận lợi trong công việc, cuộc sống, tình duyên, gia đạo có nhiều tin vui. Tháng 2, công việc tiến triển tốt đẹp, tuy nhiên nên chú ý sức khỏe, cẩn thận trong ăn uống. Tháng 3, đón nhận nhiều tin vui từ con cái, cuộc sống bình an. Tháng 4, việc kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, tuy nhiên nên cẩn thận trong các cuộc đầu tư. Tháng 5, để hóa giải những mâu thuẫn trong gia đình, quý bà nên dành nhiều thời gian bên gia đình hơn. Tháng 6, chú ý sức khỏe, không nên để những lời thị phi gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Tháng 7, cuộc sống gặp nhiều niềm vui, may mắn, sức khỏe có sự chuyển biến tốt đẹp. Tháng 8, gia đình bình an hạnh phúc và đón nhận nhiều tin vui. Tháng 9, giai đoạn này nên cẩn thận những chuyến đi xa, không nên để cho những lời thị phi ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Tháng 10, công việc có nhiều khó khăn nên kiên trì nỗ lực thì sẽ đạt được thành quả như mong đợi. Tháng 11, có nhiều mối quan hệ mới, không có biến cố nào xảy ra trong khoảng thời gian này. Tháng 12, tài lộc phát triển, gia đình ngày càng hạnh phúc. Kết luận, qua nội dung này, chúng tôi hy vọng rằng quý bà tuổi Bính Thân sinh năm 1956 sẽ dự đoán được những sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe của mình trong năm mới 2022. Nhìn chung nữ mạng Bính Thân 1956 nên chú ý sức khỏe, dành nhiều thời gian để bồi bổ cho bản thân cũng như ở bên cạnh con cháu.
Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho quý bà tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong năm 2022 Nhâm Dần. Chắc hẳn quý vị cũng đã biết rằng là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức phong thủy cũng như là về tử vi mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm và đồng hành theo dõi.